Mở đầu bản tin, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao trong nước, đặc biệt là giải vô địch quốc gia Nagoc 2022. Thưa quý vị khán giả, trước khi trận đấu với BKM Bình Dương diễn ra ở vòng đấu thứ 20 thì câu lạc bộ Hải Phòng có chuỗi 8 trận bất bại. Đây là một thành tích rất đáng nể ở giải vô địch quốc gia Nagoc 2022 đối với tất cả các câu lạc bộ. Và thay cho huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thì chắc chắn rồi, không muốn dừng lại ở đó và tiếp tục muốn tiến lên để cạnh tranh ngôi vị dẫn đầu trên bảng xếp hạng của câu lạc bộ Hà Nội. Thời tiết mưa rét không làm ảnh hưởng quá nhiều đến sự hấp dẫn màn so tài giữa câu lạc bộ Hải Phòng và BKM Bình Dương. Bất ngờ khi đội khách mở tỷ số ngay đầu trận với pha đánh đầu của trung vệ Trương Dũ Đạt. Nhưng câu lạc bộ Hải Phòng cho thấy 8 trận liên tiếp bất bại không phải là may mắn. Cũng từ một pha đánh đầu, Hải Huy cân bằng tỷ số cho đội bóng áo trắng. Đội chủ nhà trong hiệp 1 còn có một tình huống Di Mario đưa bóng vào lưới khung thành BKM Bình Dương nhưng trọng tài không công nhận vì lỗi việt vị. Phải đến những phút bù giờ, các khán giả trên sân vận động Lạch Tray mới có dịp ăn mừng lần nữa với pha ấn định tỷ số 2-1 của Di Mario. Lẽ ra Di Mario đã có màn ăn mừng sớm hơn nếu không bỏ lỡ một quả penalty trước đó ít phút. Chuỗi 9 trận bất bại của câu lạc bộ Hải Phòng tiếp tục giúp đội bóng này cạnh tranh vô địch với câu lạc bộ Hà Nội. Hài lòng nhất với học trò tôi trận đấu ngày hôm nay đó là cái sự nhiệt huyết đến giây phút cuối cùng, cái sự khát khao. Vì trong bóng đá thì các bạn biết rằng cái đấy là nó cái rất quan trọng trong bóng đá. Và các bạn ấy khi về thủng lưới trước vẫn kiên trì để gỡ hòa, mà kể cả là khi Di Ma đã hỏng ở phần đề nhưng vẫn có sự khát khao đến giây phút cuối cùng. Thì với có kết quả ngày hôm nay thì tôi rất vừa lòng một cái ý thức và cái ý chí chiến đấu của các bạn. Cũng trong chiều tối ngày hôm nay, một trận đấu của hai đội bóng đang nằm ở hai đầu của bảng xếp hạng, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Hà Nội cũng đã diễn ra. Câu hỏi được đặt ra lúc này đó chính là liệu có một đội bóng nào có thể cản bước được đại diện của bóng đá thủ đô khi họ đang có được một phong độ cũng như là một hiệu suất ghi bàn cực kỳ ấn tượng trong những vòng đấu gần đây hay không, và một lần nữa thì Thành phố Hồ Chí Minh lại phải thất bại trong việc tìm ra lời giải. Xin chào quý vị và các bạn. Với 4 điểm giành được trên sân khách trước Hoàng Gia Lai và BKM Bình Dương thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh Trần Đại Tự Tin đã đặt ra mục tiêu tiếp tục giành điểm trước câu lạc bộ Hà Nội trong trận đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, có thể thấy đây là thách thức không nhỏ đối với thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Bởi đơn giản, câu lạc bộ Hà Nội vừa có 2 trận thắng và cũng đang rất cần điểm để tiếp tục giữ vững ưu thế ở ngôi đầu. Vì vậy, các cổ động viên chờ đợi những diễn biến hấp dẫn của trận đấu diễn ra trên sân vận động Thống Nhất. Cơn mưa trên sân vận động Thống Nhất đã đem đến một kỷ niệm buồn với đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh. Một đội hình đang đạt phong độ cao, câu lạc bộ Hà Nội đã nhanh chóng khẳng định được sức mạnh và tạo được cơn mưa bàn thắng. Chỉ sau 11 phút thi đấu, đội bóng thủ đô đã có được 3 bàn thắng sau các pha lập công của Lucao, Tuấn Hải và Hai Long. Không những không thể ghi được dù chỉ một bàn thắng, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh còn phải chứng kiến chuỗi phong độ ghi bàn ấn tượng đến từ câu lạc bộ Hà Nội. Văn Hậu, Tuấn Hải và Xuân Tú trong hiệp 2 mỗi người để lại dấu ấn với một bàn thắng để giúp câu lạc bộ Hà Nội giành chiến thắng đậm với tỷ số 6-0. Đây cũng là chiến thắng với tỷ số cách biệt lớn nhất từ đầu mùa giải mà một đội bóng tạo ra. Ngược lại về phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đã có ngày trở lại sân Thống Nhất với một kỷ niệm buồn sau thất bại này. Đây là trận đấu mà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang khá hưng phấn và dâng cao đội hình ngay từ đầu trận. Chúng tôi đang nghiên cứu điều đó, tận dụng tốt những sai lầm của các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh và sớm ghi bàn. Đó là điều mà tôi cảm thấy hài lòng với các cầu thủ và kết quả trận đấu ngày hôm nay. Thật ra thì đến là huấn luyện viên mà thua một cái trận đấu ngoài với một cái như một cái set tennis ấy thì sốc và hết sức là buồn. Bởi vì cuộc đời làm huấn luyện viên của tôi, khi mà tôi trở về làm huấn luyện viên thì tôi chưa bao giờ thua một cái trận đấu như thế. Nhưng mà lỗi này thì cũng không thể nào trách cầu thủ. Sau trận đấu thì tôi có nói với cầu thủ rằng là với một cái đội bóng Hà Nội quá mạnh, buổi sáng chúng tôi phân tích là quá mạnh, không chỉ giỏi về tấn công mà còn giỏi về phòng ngự nữa. Thì với một cái trận đấu này thì chúng tôi phải chấp nhận cái thua này và phải quên cái trận thua này để mà chúng tôi tiến đến cái trận khác. Như vậy kết thúc vòng 20 giải bóng đá vô địch quốc gia V-League Nagoc 2022, câu lạc bộ Hà Nội vẫn giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, duy trì được khoảng cách 5 điểm với đội xếp sau là câu lạc bộ Hải Phòng. Hai đội bóng đang cũng có được 33 điểm là câu lạc bộ Viettel và Topland Bình Định lần lượt xếp ở các vị trí thứ 3 và thứ 4. Trong khi đó, chiến thắng quan trọng ở vòng đấu này đã giúp câu lạc bộ Sài Gòn vươn lên vị trí thứ 10. Còn đội bóng cùng thành phố, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tụt xuống vị trí cuối cùng với 17 điểm. Cũng có được điểm số tương tự là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nhưng đội bóng này xếp trên nhờ nhỉnh hơn về chỉ số phụ.